Xin chào, tôi là Paul. Tôi là tổng giám đốc của một công ty công nghệ thông tin. Nhiều người cho rằng những người làm ngành IT thường suy nghĩ thực tế và thích thiết kế nhà theo phong cách hiện đại. Nhưng riêng tôi lại yêu thích phong cách nội thất Bắc Âu vì nó mang lại cảm giác thư giãn. Hầu hết lúc nào tôi ở nhà, tôi đều sẽ ngồi trên băng ghế này đọc sách hay làm việc. Bên dưới ghế có thể cất giữ nhiều đồ, thường những đồ dùng ít khi xài, tôi sẽ cất vào tủ này. Nhìn vậy, chứ nó có thể đựng khá nhiều đồ. Tôi có sở thích uống trà, nên tôi sưu tầm rất nhiều ấm trà. Ngoài ra, tôi còn thích uống rượu vang đỏ và cà phê. Điều tôi thích nhất về tủ trưng bày này là mọi thứ được đặt trước mắt. Dù ở yên một chỗ không cần di chuyển, tôi vẫn có thể lấy đồ dễ dàng. Những ấm trà trên kệ này có thiết kế rất tỉ mỉ. Ví dụ, ấm trà trên tay tôi, họa tiết của nó thật sự rất đẹp. Chính giữa là một đóa hoa sen, phía sau là một chú ếch. Từng chi tiết nhỏ trên củ sen đều được điêu khắc rất cẩn thận, tinh tế. Không chỉ những chiếc ấm trên kệ mà tôi còn sưu tầm rất nhiều thứ. Đằng sau mỗi cánh cửa đều ẩn chứa các đồ dùng độc đáo. Đây là một tủ đồ khác, trông nhỏ vậy thôi, chứ có thể đựng khá nhiều đồ. Tôi chủ yếu cất giữ lá trà hay trầm hương trong các hộp nhựa trong. Tôi chọn thiết kế chung cửa mô phỏng các vách đá thanh thủy. Không chỉ về mặt thẩm mỹ, mà nó còn mang lại cho tôi một cảm giác yên bình và thư giãn mỗi khi về nhà. Nhìn vào tổng thể không gian, thiết kế trông đơn giản nhưng khơi dậy cảm xúc phóng đoãng, tự do. Thiết kế cũng có nhiều chi tiết thú vị, ví dụ như chiếc cửa ẩn này. Có vài lần tôi quên mất vị trí của cánh cửa này và lỡ ngã vào nó. Về mặt thẩm mỹ thì tủ trưng bày đem lại cảm giác ấm cúng, thư giãn. Bên trong có nhiều ngăn tủ rộng để lưu trữ các đồ dùng cá nhân. Tôi rất biết ơn anh Paul vì đã tin tưởng chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên về anh Paul là anh ấy có vẻ là một người phóng khoáng. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng phong cách Bắc Âu sẽ rất hợp với anh ấy. Tôi hy vọng thiết kế này phần nào bộc lộ được tính cách của anh Paul, đơn giản, thoải mái và phóng khoáng.